Ta làm notebook unit 3 trang 22 trước. Unit 3 School Lesson 1 A1 Listen and point. Repeat. 1 Eraser 2 Ruler 3 Pencil 4 Notebook 5 Pencil case. Phần này các bạn đọc listen and point, đọc nghe và đọc repeat, đọc lại nghe và chỉ tay đọc theo look and write, nhìn và viết. Rồi các bạn nhìn chữ, các bạn viết copy vào đây cho nhớ từ nha. B 1 Listen and practice. Is this your eraser? Yes, it is. No, it isn't. Are these your notebooks? Yes, they are. No, they aren't. Các bạn chú ý hai câu structure, cấu trúc câu. Practice the structure. Hãy luyện tập cấu trúc câu. Nếu mà ở đây có một, thì các bạn sẽ dùng mẫu câu is this your eraser? Mẫu câu is this, đây là cục gôm của bạn phải không? Yes, it is. Người ta hỏi is this thì các bạn phải trả lời it is. Yes, it is. No, it isn't. Nếu mà có hai trở lên từ hai đồ vật thì các bạn nói are these your notebooks, là các bạn phải có chữ S đằng sau đồ vật nhiều nha. Are these your notebooks? Đây là những quyển vở, quyển tập của các bạn phải không? Phải thì các bạn nói yes they are. Đúng rồi, chúng nó là, đây là chúng nó đó. À, yes they are, chứ mình không còn nói yes it is nữa nha. Một quyển thì mình sẽ nói là yes it is. Nhiều thì mình sẽ nói là yes they are, no they aren't. Lưu ý cái từ isn't, nó viết tắt là is not, có nghĩa là không. Aren't viết tắt là viết tắt của từ are not. Nhớ chữ not nha. Rồi chúng ta qua phần look and write. Có ai không biết làm bài này không? Một cây bút chì thì các bạn nói là is this your pencil? No. Người ta đánh dấu chéo, các bạn trả lời no it isn't. Rồi tiếp theo ba quyển tập thì các bạn nói câu are these, chứ mình không nói is this nữa. Are these your notes? Thì ra đánh dấu tích thì nó là yes. Mình phải nói yes they are. Rồi, ở dưới đây có một cái hộp bút thôi thì các bạn nói is this your pencil case? Đánh dấu tích các bạn trả lời yes it is. Và bên đây có hai cây thước kẻ thì các bạn nói are these your rulers? Ruler các bạn phải có xì nha. Rồi đánh dấu chéo thì các bạn nói no they aren't, không phải. Rồi có một quyển tập thì các bạn nói is this your book? Đánh dấu tích thì các bạn nói là yes it is. Tiếp theo hai cục tẩy, hai cục rôm thì các bạn nói are these, mỗi câu are these nha. Are these your eraser? Đây là những cục rôm của bạn phải không? Đánh dấu chéo no they aren't, không phải. Unit 3 School Lesson 2 A1 Listen and point. Repeat. 1 Math 2 English 3 Art 4 PE Physical education. 5. Music. À, các bạn phải luyện đọc những cái từ vựng này và luyện viết copy cho nhớ nha. À, có ai không biết đọc từ PE môn thể dục không? Physical education. Luyện đọc nhiều cho nhớ ha. Và phải tập viết copy cho nhớ từ. Chúng ta qua B, structure. 1. Listen and practice. Do you like math? Yes, I do. No, I don't.
Rồi, structure, cấu trúc câu. Practice the structures. Hãy luyện tập cấu trúc câu. Đó, chúng ta học mẫu câu do you like là hỏi bạn có thích cái gì đó không? Do you like math? Bạn có thích môn toán không? Nếu thích thì các bạn nói yes I do. Người ta hỏi do thì các bạn phải trả lời do nha. Yes I do. No I don't. No là phải có don't nha, có not nha. No I don't. Bây giờ chúng ta qua làm bài tập mẫu câu. Look and write. Nhìn hình và viết. Đây là môn toán thì các bạn hỏi do you like math? Bạn có thích môn toán không? Đánh dấu tích thì các bạn trả lời yes I do. Có. Rồi xuống đây. Ở cái bài này người ta viết nhầm cái câu này, các bạn sửa lại cho cô nha. Do you like môn này là môn nhạc, music. Do you like music? Bạn có thích môn nhạc không? Đánh dấu chéo thì các bạn nói no I don't. Không, tôi không thích. Dưới đây môn thể dục. Do you like PE? Bạn có thích môn thể dục không? Đánh dấu tích thì các bạn nói là yes, I do. Tương tự qua bài tiếp theo. Do you like art? Bạn có thích môn vẽ không? No, I don't. Không. Do you like English? Bạn có thích môn tiếng Anh không? Đánh dấu chéo nữa nè. No, I don't. Tới đây các bạn hiểu bài chưa? Unit 3. School. Lesson 3. Lesson 3. A. 1. Listen and point. Repeat. 1. Monday. 2. Tuesday. 3. Wednesday. 4. Thursday. 5. Friday. 6. Saturday. 7. Sunday. Rồi các bạn phải thuộc thứ 7 ngày trong một tuần. Sau đó các bạn viết xuống đây nha. Mình đã được đọc nhiều rồi, bây giờ luyện viết cho nhớ từ đi. Ai chưa nhớ phải luyện viết thôi. Chúng ta qua cấu trúc câu. 1. Listen and practice. When do you have English? I have English on Wednesdays and Fridays. Structure, cấu trúc câu. Practice the structure. Luyện tập cấu trúc câu. Khi các bạn hỏi là khi nào có môn gì thì các bạn nói là when. Thì N lên when. When do you have English? When do you have English? Khi nào bạn có môn tiếng Anh? When có nghĩa là khi nào. Khi nào bạn có môn tiếng Anh? I have English. Tôi có môn tiếng Anh on Wednesdays. Wednesdays là vào các ngày thứ tư. And Fridays và các ngày thứ sáu. Rồi bây giờ chúng ta luyện tập câu look and write. Nhìn hình và viết. Khi nào bạn có môn vẽ? Nếu bạn nhìn vào đây, môn vẽ là Sunday đúng không? Các bạn trả lời I have art on Sunday. Tôi có môn vẽ vào Chủ nhật. Tương tự, when do you have English? Khi nào bạn có môn tiếng Anh? I have English on Tuesday. English on Tuesday. Tiếng Anh vào thứ ba. Câu tiếp theo, when do you have math? Khi nào bạn có môn toán? Nếu bạn trả lời I have math on Mondays and Wednesdays. Ở đây các bạn viết lên trên, ai thiếu hàng thì các bạn viết lên phía trên nha. I have math. On Mondays and Tuesday. Mondays các bạn cho xì vô nè. Các ngày thứ hai và các ngày thứ tư. Mondays and Tuesday. Câu tiếp theo, when do you have PE? Khi nào các bạn có môn thể dục? Các bạn nhìn vào đây. I have PE on Friday. Tôi có môn thể dục vào thứ sáu. When do you have music? Khi nào bạn có môn
âm nhạc. Các bạn nhìn vào đây, I have music on. Rồi ở đây người ta viết Thursday hả? Music on Thursday and Saturday. Vậy chúng ta có hai môn, có môn music vào hai ngày nha. Thì các bạn viết vào Thursday, các ngày thứ năm, and Saturday, và các ngày thứ bảy. Có cần cô chờ không các bạn? Chúng ta qua bài tiếp theo. Unit 3, School, Art. A. 1. Listen and point. Repeat. 1. Green. 2. Orange. 3. Pink. 4. Purple. 5. Gray. 6. Favorite. Rồi, các bạn luyện đọc những từ này, rồi sau đó viết tập viết vào nha. Viết vào cho nhớ từ, ai chưa nhớ phải bắt buộc thuộc nha. Chúng ta qua phần structure. B. 1. Listen and practice. What's your favorite color? My favorite color is orange. I can make orange with yellow and red. Rồi, hỏi bạn yêu thích nhất. Nào, cái màu yêu thích nhất của bạn là gì? What's your favorite color? Nhớ favorite là yêu thích nhất nha. Bạn thích cái màu gì nhất? Hoặc là các bạn hỏi what color do you like best? Bạn thích nhất màu gì? Các bạn trả lời my favorite color is orange. Ai chưa thuộc câu này phải luyện đọc nhiều ha. Màu yêu thích nhất của tôi là màu cam. Rồi, bây giờ chúng ta trộn màu với cách pha màu. I can make, tôi có thể làm, tôi có thể tạo ra orange màu cam with bằng yellow and red bằng màu vàng và màu đỏ. Hai màu này trộn lại thành màu cam. Rồi vậy thì các bạn làm bài tập look match and write, nhìn nối và viết. What is your favorite color? Màu yêu thích nhất của bạn là gì? Rồi bây giờ các bạn làm my favorite color is red. Màu yêu thích nhất của tôi là màu xám. I can make grays. Tôi có thể tạo ra màu xám with black and white bằng với màu đen và màu trắng. Vậy bây giờ câu tiếp theo, màu my favorite color is green. Màu yêu thích nhất của tôi là màu xanh lá. Vậy mình sẽ tạo màu xanh lá bằng màu gì? I can make green. Tôi có thể tạo ra màu xanh lá with blue and yellow, với màu xanh dương và màu vàng. Tiếp theo, chúng ta tạo ra màu cam. My favorite color is orange. Màu yêu thích nhất của tôi là màu cam. I can make orange. Tôi có thể tạo ra màu cam with red and yellow bằng màu vàng và đỏ. À. My favorite color is purple. Màu yêu thích nhất của tôi là màu tím. I can make purple with red and blue. Tôi có thể tạo ra màu tím bằng màu đỏ và màu xanh dương. Tới đây các bạn hiểu bài chưa? Rồi, vậy chúng ta qua bài tiếp theo. Review and practice. Ôn tập và tập. Write and circle. Hãy viết và khoanh tròn. Rồi, ở đây người ta cho cái từ sắp xếp lộn xộn rồi. Bây giờ các bạn nhìn vô, viết ra cái từ này và chọn khoanh tròn vô. Pink là màu hồng, các bạn khoanh tròn màu hồng. Ở đây là place học bút. Wednesday thứ tư, các bạn chọn thứ tư ha. Tiếp theo, physical education. Có bạn nào chưa nhớ cái từ này không?
môn thể dục nè, người ta không có viết PE cái từ viết tắt cho mình, mà người ta viết physical education, bắt các bạn phải viết sắp xếp lại. Cho nên các bạn phải cố gắng luyện đọc nhiều, luyện viết nhiều cho thuộc nha. Cô đã đưa game cho các bạn chơi rồi. Cho nên các bạn cố gắng siêng chơi chơi từ vựng nha. Cho nhớ để làm bài tập, lỡ mà ra thi á không biết là tiếc lắm luôn. Rồi khoanh tròn physical education, môn thể dục vào. Purple màu tím, các bạn khoanh màu tím vô. Rồi favorite là yêu thích nhất, là các bạn chọn nút like và nút gì? Tim, thả tim. Chúng ta qua phần này khó hơn. Color and write, hãy tô màu và viết. Sentence 1, câu số 1. Yellow, các bạn lấy màu vàng, các bạn tô vào in this your notebook và các bạn viết ra đây. Sentence 2, câu số 2. Blue, màu xanh dương, các bạn lấy màu xanh dương, các bạn tô vào đây, mẫu câu gì đây? Are these your pencils? Rồi sau đó các bạn viết ra đây. Câu số 3, sentence 3, câu 3. Sentence là câu, 3 là số 3. Thì chúng ta phải tô màu cam, orange. Do you like physical education? Bạn có thích môn thể dục không? No. Rồi viết ra đây. Sentence 4, câu số 4, purple. Tím tô. I have math on Friday. Tôi có môn toán vào thứ 6. Và câu cuối cùng, sentence 5, câu 5. Green, màu xanh lá. My favorite color is green. Màu sắc yêu thích nhất của tôi là màu xanh lá. Rồi tới đây các bạn hiểu bài chưa? Mình phải tô theo đúng nha, hình nha. Chúng ta qua bài tập tiếp theo. Number the picture, viết số vào. Số 1, favorite, là các bạn viết vào đây. Number 2, ruler, cây thước kẻ. Number 3, câu số 3, pink, màu hồng. Câu 4, pencil, cây bút chì. Câu 5, art, môn vẽ. Câu 6, English, môn tiếng Anh. Câu 7, notebook, là quyển vở trắng, quyển tập, vở ô ly. Music, câu số 8, music, âm nhạc. Math, câu số 9 là math, môn toán. Câu số 10, orange, màu cam. 11, green, màu xanh lá. 12, physical education, môn thể dục. Số 12. 13, gray, màu xám. 14, purple, màu tím. 15, pencil case, hộp bút. Rồi, có ai chưa biết làm không? Chúng ta qua phần tiếp theo, structure, cấu trúc câu. Complete the following sentences. Hoàn thành các câu sau, following sau. What's your gì không ạ? What's your favorite color? Màu sắc yêu thích nhất của bạn là gì? Các bạn trả lời. My favorite color is pink. Màu sắc yêu thích nhất của tôi là màu hồng. Tương tự. I can make gray. Tôi có thể tạo ra màu xám with black and white, bằng màu đen và màu trắng. Rồi ở đây có hai cây thước kẻ, chúng ta dùng mẫu câu are these. Are these your rulers? Đây là những cây thước kẻ của bạn phải không? No, they aren't. Không phải. Rồi ở đây người ta cho cái hình môn toán, hỏi bạn có thích môn toán không? Do you like math? Bạn có thích môn toán không? Yes, I do. Có. Ở đây là môn tiếng Anh. When do you have English? Khi nào bạn có môn tiếng Anh? I have English on thứ mấy, các bạn nhìn vào trong hình ở đây. Wednesday. Thứ tư. Có cần tôi chờ không? Rồi, vậy là chúng ta xong một bài.